Hello anh em nha, hôm nay là ngày đầu năm mới mình làm cái clip thả diều vui vui nha anh em. Thực ra là chưa có muốn quay trở lại làm việc đâu, còn làm biếng lắm anh em ơi. Ăn Tết chưa đã nữa. Thì bữa nay mình với tí chuột, tí chuột đang cầm diều ha. Mình với tí chuột sẽ thả con diều giống như chiếc máy bay màu đen hôm trước đó, nhưng mà hôm nay sẽ khác một chút xíu. Nó sẽ có một cái đuôi dài hơn nha anh em. Đây. Đây, đây là cái đuôi nha. Hôm trước thì cái đuôi có chút xíu rồi, hôm nay cái đuôi dài hơn như thế này nè. Thì đầu năm mà làm cái gì cho nó nhẹ nhàng với lại cho nó đỏ chút xíu cho nó may mắn nha anh em. Ủa sao hôm nay trời mặt trời nó bị chói, nó tối quá anh em ơi. Mặt trời nó phức bên kia, nó chói, nó bị tối ở đây nè. Con diều này cái đuôi nó khoảng 2 mét á, đuôi diều này khoảng 2 mét nha. Thì nói chung là đầu năm làm cái gì cho nó nhẹ ha, cho nó nhẹ mà con diều này thì chắc chắn là nó sẽ bay được rồi, nó rất là dễ bay, gió thì kém, cho nên là con này rất là hợp lý nha. Làm thì có chút xíu, khoảng 5-10 phút là xong rồi anh em. Đấy rồi, cũng giống như lần trước nha, không có gì đặc biệt, cũng nặng diều bình thường vậy thôi. Cũng nặng diều con diều kiểu như cánh máy bay ha, nhưng mà có cái đuôi thì hơi dài hơn. Đó nè, thấy chưa, dễ không, dễ bay không, dễ bay xịn. Đấy, mới cầm lên nó đã bay được rồi ha, nhưng mà hôm nay là có thể là quay nó sẽ bị chói nha anh em, tại vì cái gió chiều nay á thì nó thổi bên kia qua, mặt trời xuống sớm quá, hơn 5 giờ một tí rồi mất tia mặt trời rồi. Xe nó kìa, ây da, lên rồi. Rồi hôm nay mình với tí chuột sẽ thả vừa này nha anh em, nhờ chuột nó cầm đi. Tại vì giật cũng nhiều quá, giật cũng nhiều hơi khó, cho nó cầm thả cho mau nha anh em. Chuột ơi, giao diệt chuột ơi. Chuột ơi, bay lên chuột ơi. Đấy. Con này thì cực kỳ là dễ bay luôn. Đấy, mình làm cái màu đỏ nhìn cho nó đỏ cho nó may mắn, mà giờ nó đang xì anh em ơi. Nó bị buổi chiều á, nắng chiều nó chiếu qua đây cái nó chói. Hay thả dây thêm nha. Mấy diều này thì bay là cực dễ luôn anh em. Chuột ơi, lại xả dây tiếp ơi. Kêu chuột có lại nó phụ, mình nên mình không làm nổi con diều này đâu. Chết cha, nó bị quắt cái đuôi rồi. Bị dướng cái đuôi rồi chuột. Dướng cái đuôi rồi kìa. À, nó bị dướng cái đuôi qua bên, nó bị nghiêng anh em thấy không? Để mình vũ mình chỉnh nó lại hả? Rồi ba chuột ơi, uống cái chuột. Đó. Cực kỳ là dễ chơi luôn anh em ơi. Dễ lắm. Bữa nay làm cái đuôi to đùng ha, về thon luôn, sợ nó nặng nhưng mà nó không nặng, nó vẫn bay bình thường thôi. Chứ hôm sau thiết kế lại cho cái đuôi nó đừng nó bị, bây giờ hiện tại là nó dễ bị dướng cái đuôi nè, dướng cái đuôi là làm gì mình nghiêng. Xả về nó bay lên. Hướng này á nó bị chói quá, cái mặt trời nó bên hướng này kia rồi, nó bị chói về đây nha, nó làm cho con diều của mình không còn cái màu đỏ nữa mà nhìn nó đen đen anh em nè, nó bay trên nè. Rồi đó, bây giờ nó sẽ màu đỏ mà ít nha. Chuột xả dây thêm đi chuột, xả dây thêm cho bay cao luôn hả. Xả đi, nén nét lại cái anh em. Con diều này là cực kỳ là dễ bay luôn đó, thấy chưa, nhìn bự thôi nha, nhưng mà mình thả bằng dây chỉ thả diều bình thường nha anh em, nhỏ hơn sợi dây diều có mập luôn, nó không có nặng gió lắm đâu, nhưng mà được cái là nó rất là đầm, nó rất là đầm diều luôn anh em ơi. Đó, tí nữa mình với chuột sẽ đi xuống thám hiểm cái bãi dưới này coi nó cứng chưa, nó mai mốt xuống này thả diều cho rộng nha anh em. Ơi, nãy đi chưa, đi chưa hả? Nó bay rất là đầm luôn anh em ơi. Cách làm thì đơn giản ha, mình chỉ cần cột bốn cái hai cái cánh với cái với lại cái đuôi được rồi. Đây, bữa nay mình làm màu mè chút, mình làm cho cái đuôi nó dài xíu nè, anh em thấy không, bay ngon lành chưa. Đấy. Cái này không biết làm cái đuôi sát lại luôn nó bay được không chuột. Rồi nó ra ngoài kia anh em, hỏi nó đi ngoài kia, chói quá nè, mặt trời chiều
Hiện tại là đã hơn 5 giờ rồi nha, hơn 5 giờ mới có gió nha. Ê, bắt đầu liệm gió rồi kìa. Đấy, nó lại bay lên thôi. Dễ bay lắm luôn á. Hả? Ừ. Ờ, nhìn thấy đẹp không? Bây giờ là hết gió rồi nè. Hết trơn gió rồi, vẫn còn bay trên nha. Con này thì rất là dễ bay. Đầu năm mà làm gì cho nó dễ dàng, cho nó suôn sẻ nha anh em. Đầu năm mình làm con dừa này mình thả cho nó may mắn đi. Nhẹ nhàng xíu nha. Mình đang giữ con dừa lại nè. Đó, anh em thấy không? Một cái đuôi ha, với cái mình. Không có cần kích thước thông số gì hết đó. Mình chỉ thấy cân đối thì mình cột thôi anh em. Vẫn bay ngon lành. Đó. Chỉ nè, chỉ là loại chỉ thả diều cá mập thông thường thôi. Không, cái này là nhỏ hơn dừa cá mập luôn á. Dừa cá mập mình thấy mấy đứa nhỏ nó chơi là lớn hơn. Còn mình thì rất là nhỏ thôi. Đây, gió rồi kém ha. Cây cối nó im gu à. Nó chỉ có được ít gió trên thôi, nhưng mà nó bắt gió được nó bay nè. Đó, đã chưa? Đấy. Đẹp lắm anh em ơi, ở ngoài nhìn thấy đẹp á. Thôi về luôn nha anh em ơi. Thả nhiều được rồi, đem về cho một chục để ngày mai cho nó đi chơi nha anh em. Thì giờ nói chung mà bữa nay thả nhiều này rất là khỏe, bay cũng dễ nữa. Đó, chuột nó đang cầm về kìa. Rồi, hẹn gặp lại anh em trong những con diều lần sau nha.